Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan tới vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại tòa chung cư mini cao 9 tầng ở Phú Khương Hạ vào khoảng 23 giờ đêm ngày 12 tháng 9 khiến nhiều người thương vong. Được biết, trong số các nạn nhân điều trị tại bệnh viện Bạch Mai có một thanh niên quê ở Hải Dương, sau khi phát hiện ra cháy đã cùng anh trai nhảy từ tầng 7 tòa chung cư xuống để thoát nạn. Cả hai anh em đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định nhảy từ tầng 7 của chung cư mini bị cháy. Nam thanh niên người Hải Dương sức khỏe đã ổn định. Ngày 15 tháng 9, Phó Giáo sư Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình của các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đang điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ Cơ cho biết, nam bệnh nhân 23 tuổi, quê ở Hải Dương, đã ổn định sức khỏe. Trước đó, người bệnh nhảy từ tầng 7 xuống để thoát khỏi đám cháy. Khi vào bệnh viện Bạch Mai, anh tỉnh táo nhưng bị gãy xương đùi. Bệnh nhân bị đa chấn thương nên vẫn tiếp tục được theo dõi sát sao, tinh thần đã ổn định. Một trường hợp khác liên quan tới vụ hỏa hoạn điều trị tại bệnh viện này là bác sĩ Vũ Thị Nhung, 39 tuổi, công tác tại bệnh viện Bạch Mai, đã được rút ống nội khí quản. Cô đã có phản xạ, nhận biết được mình đang cấp cứu tại bệnh viện. Cháy trung cư mini ở Khương Hạ, còn 4 bệnh nhân nặng cập nhật thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ. Sáng ngày 16 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay, trong số 26 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, điều trị, nhiều bệnh nhân đã ổn định được ra viện. Hiện chỉ còn hai bệnh nhân trong tình trạng nặng nhưng cũng đang có những tiến triển tích cực. Đáng chú ý, trường hợp hết sức nguy kịch khi nhập viện là nữ bác sĩ VTN, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ bệnh nhân tiến triển tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục. Một trường hợp khác bị chấn thương đang theo dõi để tiếp tục có các biện pháp xử trí phù hợp. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết, hiện bệnh viện vẫn đang tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu các bệnh nhân nặng, chăm sóc sức khỏe tinh thần các bệnh nhân đã ổn định. Khi đánh giá sức khỏe tổng thể ổn định sẽ được xuất viện. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một nữ bệnh nhân nặng sau khi được các bác sĩ phẫu thuật hai lần hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan. Trong vụ cháy trung cơ mini, người phụ nữ này đã nhảy từ tầng 9 xuống, khi chuyển đến bệnh viện đã bị đa chấn thương, tràn máu, tràn khí màng phổi phải. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hiện còn hai bệnh nhân đang điều trị. Một trường hợp ổn định đã xin ra viện. Trường hợp nữ bệnh nhân VTD, 37 tuổi, được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng bị ngạt khói, có kèm theo bệnh nền, ghép thận, tiên lượng nặng. Sau hơn 2 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, sức khỏe của chị D đã ổn định. Nữ bệnh nhân đã qua cơn hoàng sợ, tâm lý không còn u uất nặng nề và kiểm soát được tình trạng khó thở. Hiện bệnh nhân D đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép bởi nữ bệnh nhân có tiền sử ghép thận trước đó. Bác sĩ Đào Thiện Tiến, giám đốc bệnh viện cho hay, cơ sở này quyết định chuyển tuyến để chị được điều trị liên tục, thường xuyên dùng loại thuốc này sau khi các vấn đề về tâm lý sức khỏe do ảnh hưởng từ vụ cháy trung cơ mini đã được kiểm soát. Trước đó, chị Đê được đưa vào khoa tim mạch, bệnh viện đa khoa Hà Đông cùng với anh rể 39 tuổi do khó thở vì ngạt khói, loạn mạch. Sau một ngày điều trị, các vấn đề này đã được kiểm soát dần. Hiện anh rể của chị Đê đã được ra viện. Hai trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện này là bố con của anh NH 51 tuổi. Gia đình bốn người của anh Hát hiện chỉ còn lại hai người. Bác sĩ Tiến cho hay, khi biết tin vợ và con gái qua đời, bệnh nhân suy sụp. Nhân viên y tế liên tục động viên hai bố con cố gắng điều trị. Những việc hậu sự của vợ và con gái đã có người thân lo toàn. Hiện tinh thần của hai bệnh nhân đã khá hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh hát vào viện với chẩn đoán ngạt khói, còn con trai sinh năm 2013 đã vết thương cẳng bàn tay phải, bỏng độ một vùng mặt do nhiệt, tinh thần bất ổn, ngại giao tiếp, thu mình, không chia sẻ nhiều. Ánh mắt luôn thẫn thờ khiến cho bác sĩ e ngại cho sức khỏe tâm thần của hai bố con. Sau hai ngày điều trị tại khoa cấp cứu ngoại, ngày 15 tháng 9, họ được chuyển sang đơn nguyên, điều trị tự nguyện. Dự kiến bố con anh hát có thể ra viện vào tuần sau. Trong bốn bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn, có một bệnh nhân sau phẫu thuật, hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh. Nữ bệnh nhân 36 tuổi bị chấn thương cuộc sống thắt lưng do ngã từ cao xuống, được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa sang trong đêm, xảy ra vụ cháy và được phẫu thuật ngay. Trong ba ca còn lại, có một trẻ sinh năm 2020 cùng mẹ đang mang thai 11 tuần, điều trị tại Khoa Bỏng. Với trần đoán theo dõi ngạt khí CO, ba nam bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103 đều trong tình trạng ổn định, trong đó có một ca chấn thương đùi phải, điều trị tại khoa chấn thương chung và vi phẫu. Cháy chung cư mini, bé gái may mắn sống sót nhờ hàng xóm kéo vào nhà. Những ngày qua, câu chuyện về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào đêm muộn tại chung cư mini ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xót thương trong đó phải kể đến hoàn cảnh của bé gái LTN, sinh năm 2010, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy. Cháu N được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi thoát khỏi đám cháy. Sau đó, người thân đã đến đón về nhà chịu tang bố mẹ và em trai. Trong căn nhà nhỏ tại quê nhà của cháu N ở xã Thọ Xuân, khi người thân vừa lo xong hậu sự cho bố mẹ và em trai N, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp ngôi nhà. Ông LVT gần 73 tuổi, ông nội của cháu N và vợ gào lên khóc liên tục gọi tên con cháu. Người mẹ già gần như không đứng vững vì quá đau đớn khi mất đi con cháu chỉ trong tích tắc. Gạt nước mắt, ông Tê nói, dù may mắn sống sót sau vụ cháy kinh hoàng nhưng ông lo cho tinh thần của cháu nở do cùng lúc mất đi cả bố mẹ và em trai. Ông Tê chia sẻ, hôm qua lo xong tang lễ cho bố mẹ cháu, chúng tôi đã đưa nở ra ở tạm nhà người thân trong nội thành để cháu nguôi ngoài nỗi buồn. Nếu ở đây, hàng ngày nhìn thấy di ảnh bố mẹ, chắc con bé không trụ nổi mất. Theo lời ông Tê, vợ chồng ông sinh được ba người con, trong đó có anh Tê, bố của cháu N là con trai út trong nhà. Gia đình anh Tê mua một căn hộ ở tầng 7 tại trung cư mini trên phố Khương Hạ và sinh sống ở đó gần 10 năm nay. Anh Tê làm nghề sửa chữa máy tính, còn vợ làm kế toán. Kinh tế không dư giả nên dù mua căn trung cư mini đã lâu, nhưng gần đây hai vợ chồng mới trả hết nợ. Nỗi đau mất một lúc ba người thân chưa ngôi ngoài, anh Tê lại chăn trở cho tương lai của cháu gái. Gia đình ông từng tính phương án đưa nờ về quê để chăm sóc, nhưng nghĩ cháu vừa mất bố mẹ và em trai, giờ lại chuyển trường, dễ bị sốc tâm lý nên gửi qua nhà bác ở Hà Nội. Sau khi lo liệu chu toàn tăng lễ, ông Tê động viên vợ, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng chăm sóc cháu gái thay con. Ông Tê nghẹn ngào, Tôi mất hết rồi, chỉ còn lại mỗi cháu nờ thôi. Rồi tương lai của cháu sẽ ra sao đây khi không còn bố mẹ ở bên. Cứ nhìn thấy con bé là tôi lại đau thắt tim gan. Chị V, bác ruột của cháu nờ chia sẻ. Sáng ngày 13 tháng 9, cháu nờ gọi cho chị rất nhiều cuộc điện thoại. Tuy nhiên lúc đó chị đang làm việc ở công ty nên không cầm điện thoại. Lúc nghỉ ăn trưa, chị mới mở điện thoại ra mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ cháu gái và dòng tin nhắn đau lòng. Chị V nói và cho biết, sau đó chị lên mạng tìm hiểu thì mới nắm được thông tin chung cư em trai đang ở gặp hỏa hoạn. Cháu nhắn bảo, bác ơi, con gọi cho bác nhiều mà chẳng được, chung cư nhà con bị cháy, bố mẹ và em con không biết đi viện nào, bác bảo người nhà tìm giúp con. Ngay sau đó, chị về báo tin về cho gia đình. Chị chỉ nghĩ cháu nở không sao thì em trai, em dâu và cháu trai của chị cũng không sao, cùng lắm là chỉ bị thương thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Chị về cho biết, Biết tin gia đình tôi, hơn 20 người đến hiện trường và tòa đi khắp các bệnh viện tìm kiếm tung tích của người nhà. Cả nhà vẫn hy vọng bố mẹ và em trai cháu vẫn còn sống. Đến khoảng 20 giờ tối ngày 13 tháng 9, mọi hy vọng đã dập tắt. Ba thi thể của em trai, em dâu và cháu trai lần lượt được nhận diện tại Bệnh viện Quân Y 103. Chúng tôi gào khóc trong vô vọng. Đau lòng lắm, cả gia đình em tôi hiền lành, tử tế, các con ngoan ngoãn, giờ đi hết rồi, còn mỗi cháu nở được hàng xóm cứu. Được biết theo lời kể của cháu N, vào khoảng 23 giờ 50 phút đêm ngày 12 tháng 9, khi cả nhà cháu đang ngủ thì nghe thấy tiếng mọi người hô hoán cháy nhà. Lúc này, bố cháu N bế con trai nhỏ, còn mẹ cháu thì dắt tay N. Đến khi ra ngoài hành lang bị xô đẩy, cháu đã ngã xuống và thất lạc. Mệt quá, nờ dựa vào cửa nhà hàng xóm, may mắn được họ kéo vào trong nhà và thoát chết. Sau đó, cháu được đưa vào viện. Cháu không biết bố mẹ và em trai cháu ở đâu nên mới gọi điện cho tôi để thông báo. Cháu hít phải nhiều khói khiến cho cơ thể suy nhược. Sau khi biết tin bố mẹ và em không qua khỏi, cháu lầm lì, ít nói. Trong đám tang đưa tiễn người thân tại quê nội vào chiều ngày 14 tháng 9, nờ chỉ ngồi một góc, nhưng thấy ông bà suy sụp, khóc ngất, cô bé chạy ra ôm và luôn miệng nói, ông bà ơi còn có con nữa. Gia đình chị V mong muốn cháu gái sớm ổn định tâm lý, trở lại trường lớp và sẽ từng bước tính chuyện của cháu. Chị V xúc động cho hay, gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình anh hùng, hàng xóm của cháu nờ đã giúp cháu lúc hoạn nạn lãnh đạo xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, nhìn cảnh cháu nờ đứng trước bàn thờ bố mẹ, ông không cầm được lòng. Tôi không dám nhìn thẳng khi bé gái đứng chịu tăng bố mẹ và em. Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, lãnh đạo xã Thọ Xuân cho hay, gia đình cháu nờ vào nội thành làm ăn sinh sống từ lâu, ở quê còn ông bà nội hơn 70 tuổi, không có khả năng lao động. Sau khi nhận được thông tin đau lòng, chính quyền đã xuống thăm hỏi động viên gia đình và đang kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ để cháu n vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, sau vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương xảy ra, hiện tình trạng sức khỏe của những nạn nhân bị thương đều đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định lại tinh thần. Mặc dù sức khỏe đã dần ổn định, nhưng những nỗi đau, sự mất mát của gia đình nạn nhân vẫn còn ở đó. Qua sự việc này, hy vọng mỗi người, mỗi gia đình hãy tự trang bị những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại nơi mình ở để có thể ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra, tránh để lại hậu quả đau lòng những thông tin mới nhất liên quan tới sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo